một câu hỏi tôi nghĩ rằng là sẽ phải hỏi chị. Nó có thể là rất tế nhị. Vâng. Có thể chị sẽ không cần phải trả lời nếu chị không muốn. Đó là cái việc mà cũng lại liên quan tới ông Ngô Kỷ. Sau khi mà ông Ngô Kỷ phản đối ban đầu, rồi sau đó là ủng hộ một cách kịch liệt luôn. Thì có kể cả dư luận bên ngoài lẫn ở trên kênh truyền thông. Một cách rất cụ thể đó là ông Đoàn Trọng, phóng viên của đài truyền hình SET, là một đài truyền hình rất phổ biến trong cộng đồng người Việt ở đây. Trên sóng, ông ngồi nói chuyện với ông Bùi Phát, nói rằng là ông nghe ông Đỗ Dũng, báo Người Việt, nói là ông Ngô Kỷ có nhận tiền từ ông từ ban tổ chức Phố Hoa để mà thay đổi cái lập trường như vậy. Sau đó tôi có gặp ông Đỗ Dũng ở trên đường Bôn Sa vào cái ngày mùng 1 Tết diễn hành. Thì tôi có hỏi ông Đỗ Dũng là có cái chuyện đó hay không? Ông có nói với ông Đoàn Trọng hay không? Thì ông Đỗ Dũng nói rằng là không có nói với ông Đoàn Trọng cái điều đó. Tôi có hỏi ông Ngô Kỷ rằng là ông có nhận tiền từ Phố Hoa, mà cụ thể là nhận tiền từ ông Linh Nguyễn hay không, là ban trưởng ban tổ chức, thì ông Ngô Kỷ không trả lời. Từ chối trả lời một cách rõ ràng là có nhận hay không có nhận. Tôi có hỏi ông Linh Nguyễn, thì tất nhiên ông Linh Nguyễn cũng không trả lời. Thế thì chị trong cái vai trò là một người cũng là trong ban tổ chức, dù là có thể là không phải là trưởng ban tổ chức, thì chị có bất cứ cái thông tin gì liên quan tới việc đó hay không thưa chị? Thưa anh, những câu anh hỏi ông Ngô Kỷ, ông Đỗ Dũng hoặc là Linh, đó là trước khi có Phố Hoa hay sau khi có Phố Hoa? Thời điểm rất quan trọng. Thời đó là thời điểm đang những ngày gọi là gây cấn, chứ không phải là cái ngày mà diễn ra Phố Hoa. Trước, nếu gọi là cái ngày diễn ra Phố Hoa thì trước. Sự kiện, bao giờ thời gian, cái mốc thời gian quan trọng lắm quý vị. Thì bởi vì tôi đã nói rồi, trước Phố Hoa chưa có, chưa ai có thể nói A, nói B, nói C gì được hết. Và với tư cách là người trong ban tổ chức, mà theo như tôi biết, thì là ban tổ chức còn chưa có đủ tiền để mà thực hiện Phố Hoa, tiền đâu mà đi đưa cho ông Ngô Kỷ. Cái mục đích của Phố Hoa đó là cộng đồng, và đó là nếu ai có thể đóng góp được gì thì đóng góp, chứ không có phải lợi nhuận. Thí dụ giống như bây giờ mình làm cái này về vấn đề lợi nhuận, mình nghĩ mình thu được 200.000, 300.000, thế thì mình sẽ chi mấy chục ngàn cho ông này, mấy chục ngàn cho bà kia để mọi sự nó êm đẹp. Còn bây giờ những người tổ chức không có lợi lộc gì trong đây cả. Thế thì tại sao bây giờ cái vấn đề quan trọng đầu tiên là tiền đâu? Tiền đâu để mà chi? Và tại sao phải chi? Nếu đây là vì sự kiện cộng đồng, khi mà có Phố Hoa, cộng đồng sẽ đánh giá là có nên giữ Phố Hoa hay là dẹp Phố Hoa. Nếu mà ngay cái ngày mà Phố Hoa mà có chuyện gì lộn xộn, thí dụ như con rồng nó có màu đỏ đi chăng nữa, nhưng mà cờ vàng không có cờ đỏ, mọi người, ông già, người lớn, người trẻ, em, phụ nữ này kia đi Phố Hoa một cách vui vẻ, thì tại sao phải phản đối? Như vậy có phải là bị hớ không? Thế thì cái thời điểm cho những cái câu hỏi nó rất quan trọng. Khi mà chưa có Phố Hoa mà cứ lên trả lời là ABC, nhằm nghĩa là cái đó gọi, nhiều khi nó gọi là trúng kế ly gián, nghĩa là mình chưa có được cái gì, mình chưa có Phố Hoa mà đã hết chuyện này chuyện kia xảy ra. Và nếu mà mình cứ chạy theo dư luận thì sẽ không bao giờ có Phố Hoa. Và với tư cách là trong ban tổ chức, tôi khẳng định rằng là không có tiền, chưa có tiền để mà trả tiền hoa này kia. Tôi đi mua hoa thì cũng đi mua thiếu nợ, hoặc là trả bằng credit card, đó là phần hoa thôi. Chưa cả còn những cái phần khác mà phải chi phí nữa. Thì bây giờ chưa có những chi phí đó. Có những người, người ta nói người ta sẽ giúp. Nhưng mà thực sự đó là nhiều khi không phải là người ta đưa tiền liền đâu. Có thể là người ta cũng đợi sau đó rồi qua Tết này kia rồi tính. Đó. Thế thì cái chuyện mà đâu có tiền đâu mà phải chi. Mà ngay cả cái lúc mà chi, mà tại sao phải chi giống như vậy. Đây là cái năm đầu tiên.
một cái phố hoa đẹp, văn hóa, và quan trọng là không có những cái tiếng thị phi. Nếu có tiếng thị phi của năm đầu là chúng tôi phải dẹp ngay, để mà không có cái chuyện thị phi hoặc là tham nhũng hối lộ gì ở đây. Bởi vì nếu mà tham nhũng hối lộ có nghĩa là tại sao cần tham nhũng hối lộ, là bởi vì cần tiền, là bởi vì có tiền đổ vô. Còn nếu mà bây giờ không có tiền, cái mục đích của nó là cộng đồng thì cái mục đích nó rất là quan trọng. Cho nên anh phải hiểu là người ta chỉ có bỏ tiền bịt miệng nếu cái chuyện đó có lợi để người ta kiếm tiền, hoặc là người ta làm cái gì đó có lợi cho người ta. Còn ở đây cái lợi đây là cái lợi cộng đồng hưởng, chứ không phải là cái lợi cá nhân. Cho nên không thể nào nói là dùng tiền để mà mua chuộc người này hay người kia. Nếu mà cái ban tổ chức này đó mà giống như là làm mà để âm mưu sau này có chuyện A, chuyện B, thì ngay lập tức, ngay cái ngày đầu tiên khi mà khai mạc, từ 7-8 giờ sáng là mọi người đã tới ngó ở các cờ đỏ hay không, hoặc là có biểu hiện gì mà giống như là đưa giới thiệu công ty ABC này đó của bên kia hay không. Thì nếu mà có cái đó thì lập tức là khoảng 10 giờ 11 giờ là sẽ có biểu tình ầm ầm rồi. Chứ không phải, cái biểu tình này có thể là không phải là do ông Ngô Kỷ, mà có thể là những người giống như tôi nói với anh, là những người mà đã trải qua những cái kinh nghiệm xương máu ở bên Việt Nam. Họ không chấp nhận được như vậy ở ngay thủ đô của người Việt Nam tị nạn ở bên đây. Là chính những người đó họ sẽ tự ra họ biểu tình, họ không đồng ý. Chứ không có cần phải là phải có một tổ chức, phải có người điều động mới biểu tình được. Nó có những cái biểu tình của cá nhân, có nghĩa là người ta thấy cái chuyện nó không hài lòng, không đồng ý, là người ta cũng đứng ra người ta phản đối. Cho nên cái chuyện mà tiền bạc đó quý vị, thì nếu mà mình cứ nghĩ theo cái khuôn phép cũ đó, là nếu mà muốn mọi chuyện trôi chảy là cứ dùng tiền để mua. Nhưng mà có những thứ mà quý vị không thể dùng tiền được để mua, đó là dư luận cộng đồng đó quý vị, và sự tham gia của cộng đồng. Cho nên cái sự tồn tại của phố hoa và cái sự trở lại của phố hoa năm sau hay năm sau đó là quyết định từ năm nay. Nếu chúng ta dính vào những chuyện thị phi, nếu chúng ta dùng tiền để mua thứ này thứ kia, thì cái đó nó chỉ là kinh doanh thôi, nó không có phải là vì cộng đồng, và cái đó nó sẽ không có lần thứ hai đâu quý vị.